憧れちゃいますよね。そうかい? Tình ngủ đi em ơi, không ai cứu được em đâu. Taiyo, 16 tuổi, anh vốn là một học sinh trung học bình thường, có một gia đình bình thường cho đến khi một chuyện không may đã xảy ra. Trong một đêm giông bão, chiếc xe của gia đình anh ấy đã bị mất lái và đâm xuống vực sâu. Taiyo lại là người duy nhất may mắn còn sống sót. Trong một khoảnh khắc tận mắt chứng kiến ba người thân duy nhất của mình ra đi, Taiyo đã vô cùng tuyệt vọng. Chính khoảnh khắc đó Taiyo mới nhận ra rằng bản thân anh ấy đã vừa đánh mất đi thứ quan trọng duy nhất của cuộc đời mình, bố, mẹ và cả em trai. Ngay lúc này anh ấy vẫn chưa thể tin được mọi thứ đã diễn ra. Nó là sự thật, tại sao lại đối xử với anh ấy như vậy? Taiyo đã khóc nức nở như một đứa trẻ. Musumi, cô bạn thời thơ ấu của Taiyo cũng có mặt và an ủi anh ấy. Chuyển cảnh, tại trường học cũng vừa hết tiết đến giờ nghỉ trưa. Mấy đứa bạn trong lớp đã liền tới chỗ Taiyo. Dù anh ấy hết tiết học buổi chiều nay đi đá bóng với bọn họ, nhưng anh ấy đã từ chối. Đây là lần thứ 10 bọn họ rủ anh ấy rồi đấy. Taiyo, khéo rủ cậu còn khó hơn tìm bạn gái ấy nhỉ. Biết bọn tớ đã khổ như thế nào không hả? Nhưng mà nhìn lại Taiyo lúc này thì anh ấy đã sủi bọt mép. Anh ấy sợ đến nỗi bất tỉnh luôn mà. Có lẽ đối với anh ấy thì việc đến trường thôi cũng quá sức với Taiyo rồi. Thấy thế nhóm bạn học đã rời đi, nhưng bọn họ nói rằng ngày mai sẽ lại quay trở lại đấy. Ngay khi mấy bạn học rời đi thì Musumi đã đi tới. Người ta đã cất công mời như vậy rồi mà, liên quan gì đến cậu chứ? Tớ đã làm bữa trưa cho cậu đấy. Chắc gần đây toàn đi làm thêm rồi ăn uống vớ vẩn đúng không Taiyo? Cô ấy còn bỏ thêm rất nhiều cà rốt mà Taiyo thích, thế nên không ăn là biết tay với cô ấy đấy. Nhóm bạn bên ngoài khi nhìn thấy Musumi tới chỗ Taiyo thì há hốc mồm. Quả không hổ danh là nữ hoàng của trường mà. Cơ mà tại sao cô ấy lại làm cơm cho Taiyo nhỉ? Thật là ghen tị quá. Cậu cứ như này thì không ổn chút nào đâu Taiyo à. Musumi thì vô cùng lo lắng cho tương lai của Taiyo, nhưng anh ấy vẫn lạnh lùng đáp bộ cậu là mẹ tớ à. À mà cậu đã từ chối lời tỏ tình của anh Tanaka ư? Anh ấy thông minh đẹp trai và còn là đội trưởng đội bóng đá của trường nữa. Sao cậu lại từ chối? Thế giờ bộ cậu tính làm bố tớ à? Taiyo cay. Musumi cho rằng việc quan trọng hiện tại, Taiyo phải nhanh chóng tiến lên đi. Cứ ủ rũ như thế này, bố mẹ cậu biết sẽ thất vọng lắm đấy. Chắc cậu không muốn họ thất vọng đâu nhỉ? Dứt lời, Musumi đã tự tay gắp thức ăn đưa cho Taiyo. Taiyo bĩu môi đành miễn cưỡng há miệng, nhưng chưa kịp đớp thì đã bị thầy Hirokawa đớp mất. Thanh niên cay lần hai, cứ thấy đồ ăn của Musumi là cơ thể của thầy cứ tự di chuyển chứ. Không hiểu tại sao luôn ấy, không phải thầy đang đi công tác nước ngoài hay sao? Thế là ông thầy liền bảo nhớ bữa trưa do Musumi làm quá nên đã kết thúc công việc sớm, rồi tức tốc chạy về đây để kịp giờ. Ảo thật đấy, cứ mỗi khi nhìn thấy Musumi là ông ấy chỉ muốn nựng má cô ấy mà thôi. Trông cô ấy dễ thương quá mà. Còn Musumi thì xin từ chối. Nếu không có việc gì thì thầy nên quay trở lại phòng đi chứ nhỉ. Mục đích chính là để gặp Musumi dễ thương rồi. Nhưng còn mục đích phụ của ông ấy tới đây chính là Taiyo. Hết tiết học hãy đến văn phòng của ông ấy. Taiyo rén liền. Anh ấy còn tự hỏi bản thân đã làm gì sai nữa chứ. Dứt lời thì thầy Hirokawa đã rời đi. Thế là tới lúc tan học, Taiyo đã phải lẽo đẽo xách cặp tới phòng của thầy Hirokawa. Đợi em mãi đấy. Thầy Hirokawa liền bảo Taiyo nhanh chóng ngồi xuống. Cơ mà sao đột nhiên lại như thế này? Có hơi gần quá không nhỉ? Không biết thầy gọi em nên là có chuyện gì à? Thế là thầy Hirokawa liền đưa chiếc điện thoại của ổng cho Taiyo coi. Thầy muốn biết bạn thuở nhỏ của Musumi nghĩ gì ấy mà. Bên trong nó toàn bộ đều là những bức ảnh về Musumi, còn có cả những bức thuở nhỏ của cô ấy nữa. Taiyo trợn tròn con mắt, chả nhẽ là ông thầy biến thái à? Còn có cả bức ảnh năm cô ấy 3 tuổi nữa nè. Ông ấy còn vừa xem vừa tự khen nữa chứ. Như này thì không ổn rồi. Taiyo quyết định sẽ báo lại cho hiệu trưởng. Nhưng anh ấy lúc này đã không thể cử động được cơ thể nữa rồi. Ngay từ khi còn nhỏ, Hirokawa, anh ta vẫn luôn âm thầm bảo vệ Musumi từ phía sau. Vì Musumi rất dễ thương nên để tránh bị mấy tên xấu lợi dụng, mấy khứa không tốt thì anh ta đã tiện tay loại bỏ giúp em ấy luôn. Ví dụ như khứa Tanaka đội trưởng gì đó của trường mình này cảm thấy khá phiền phức nên anh ta đã tới tâm sự mỏng và yêu cầu cậu ta tránh xa Musumi dễ thương của ổng. Ấy vậy mà cậu ta cũng khá là dễ tính liền vui vẻ đồng ý ấy chứ. Cơ mà nhìn trong điện thoại thì không giống tâm sự với vui vẻ chút nào. Còn Taiyo, anh ta cảm thấy rất ghen tị với anh ấy, được ăn những món do tự tay em gái nấu chứ. Vì là bạn thuở nhỏ của em ấy nên anh ta đã tha cho Taiyo khá lâu, nhưng có lẽ hiện tại thì không được nữa rồi. Anh ta quyết định sẽ thủ tiêu xóa sổ Taiyo khỏi cuộc đời của em gái mình luôn. Taiyo chảy mồ hôi hột, toàn thân anh ấy lúc này đã bị khóa chặt. Đúng lúc đó thì Futaba xuất hiện.
cô ấy liền cho phát nổ bom sáng, rồi nhanh chóng mang Taiyo rời khỏi tay của Hirokawa. Cơ mà Hirokawa chỉ mỉm cười, nhìn khuôn mặt của anh ta thì lại không tỏ ra tức giận chút nào. Quay trở lại với Taiyo lúc này, trước mặt anh ấy là Musumi và rất nhiều người lạ mặt khác. Nhưng khuôn mặt của bọn họ sao kỳ dị thế này? Taiyo hốt hoảng, Musumi liền trấn an Taiyo, bọn họ đều là những anh chị em của cô ấy mà thôi. Anh cả Shinzo, chị cả Futaba, chị Sion, Nanao và cuối cùng là Kengo. À đâu còn con chó của cô ấy nữa chứ Goliath. Gia đình của cô ấy đều là điệp viên. Cô ấy cũng rất vui vì sau 10 năm thì cuối cùng đã có thể nói cho Taiyo biết. Taiyo há hốc mồm, anh ấy cứ tưởng rằng gia đình của Musumi là một tiệm tạp hóa chứ. Thay vì làm việc với cả tím và củ cải thì giờ lại là súng ống và thông tin sao? Nó chả giống nhau tí nào cả. Taiyo liền lấy lại bình tĩnh. Đúng rồi, chắc cậu chỉ đang đùa mình đúng không? Nhìn thấy khẩu súng trên bàn, Taiyo liền nhanh chóng cầm nó lên bắn thử. Bùm, thế là nóc nhà đã có một lỗ. Taiyo mặt tái mét, lúc này thì anh ấy đã không còn bình tĩnh gì nữa. Cơ mà anh chị em của Musumi thì cho rằng điệp viên cũng chỉ là một công việc bình thường mà thôi. Gần đây cũng có nhiều người chuyển sang làm điệp viên qua ấy chứ. Yên tâm, Sion cho rằng bọn họ vẫn được đánh giá 4,8 trên 5 sao, nên vẫn còn hot lắm. Ngoài ra, bọn họ còn có ông anh Kyoichiro được mệnh danh là điệp viên giỏi nhất thế giới nữa cơ mà. Thầy Hirokawa ư? Anh ta chính là con trai cả của gia tộc Nozakura, Kyoichiro. Không bàn về tính cách thì anh ta là một điệp viên xuất sắc nhất, từ sức mạnh đến trí tuệ. Đến lúc này Taiyo mới thắc mắc, tại sao Kyoichiro, anh ta lại nhắm vào anh ấy cơ chứ? Futaba đã cho anh ấy biết, bọn họ nhận được thông tin từ một bài viết trên mạng xã hội muốn ám sát Taiyo, một trang web ẩn chỉ dành cho những điệp viên, không chỉ vậy còn có hàng triệu lượt theo dõi nữa chứ. Trong quá khứ nhiều năm về trước, trong một sự cố Musumi đã phải chịu vết thương chí mạng vì chính sơ sót của Kyoichiro, phần tóc trắng của cô ấy cũng do đó mà ra. Kể từ ngày đó, anh ta đã dồn hết sự chú ý của mình để bảo vệ em ấy, thay tên đổi họ và trở thành giáo viên, cũng chỉ để có thể trông chừng bảo vệ Musumi. Anh ta đã kiểm soát mọi thứ, từ cuộc sống hàng ngày đến mọi mối quan hệ. Bỗng chốc, không biết từ bao giờ, anh ta đã biến thành một con quái vật bảo vệ Musumi. Taiyo vốn dĩ luôn bị anh ấy ghét cay ghét đắng, nhưng vì cậu là bạn thuở nhỏ của Musumi nên anh ta đã nhân nhượng bỏ qua. Nhưng hiện giờ thì có lẽ anh ta đã có lý do để loại bỏ Taiyo rồi. Dứt lời thì chuông báo động của ngôi nhà đã vang lên, không ai khác chắc chắn chính là Kyoichiro. Sion cho rằng Taiyo cứ yên tâm, tất cả các cửa dẫn đến căn phòng này đều đã được khóa chặt, hơn hết bọn họ còn đặt rất nhiều các cạm bẫy ở xung quanh. Nhưng trường hợp tệ nhất, Futaba cho rằng bọn họ sẽ phải chiến đấu với anh ta. Mặc dù 5 chọi 1, nhưng theo Sion đoán thì cơ hội chiến thắng của bọn họ cũng chỉ có 30% mà thôi. 42% là một trong số 5 người bọn họ sẽ phải nằm viện sau trận này. Cuối cùng là 25% ngôi nhà này sẽ trở thành bãi phế liệu. Nghe có vẻ bất ổn quá nhỉ. Futaba cũng nói cho Taiyo biết cách để anh ấy có cơ hội sống sót cao hơn. Đó chính là kết hôn. Taiyo sẽ kết hôn với Musumi. Nếu Taiyo làm rể gia tộc thì gia tộc bọn họ có một luật tối kỵ không thể phá vỡ. Đó chính là không giết hại lẫn nhau. Taiyo sẽ phải thực hiện nghi thức đeo nhẫn để làm rể nhà Yuzakura. Khi kết hôn thì chiếc nhẫn hoa anh đào này sẽ được tách đôi và đưa cho đối phương. Đến lúc đó Taiyo sẽ được công nhận là thành viên của gia tộc. Mặc dù Kyoichiro rất mạnh, nhưng cô ấy cho rằng chắc chắn anh ta sẽ không dám phá vỡ luật của gia tộc đâu. Kết hôn trở thành một gia đình, Taiyo lại chợt nhớ về quá khứ. Những hình ảnh đó nó vẫn luôn ám ảnh anh ấy. Taiyo sợ hãi. Thế rồi Musumi đã nói cô ấy sẽ không cưới Taiyo. Chính cô ấy cũng biết Taiyo đang nghĩ gì lúc này. Cậu ấy vẫn luôn phải chịu đựng nỗi mất mát của gia đình. Làm sao yêu cầu cậu ấy trở thành thành viên gia đình chúng ta được? Futaba xin lỗi. Cô ấy cũng chỉ muốn gợi ý một phương án khác hiệu quả hơn mà thôi. Sau cùng đây vẫn là vấn đề của gia đình bọn họ. Chắc chắn bọn họ sẽ đá đít được tên anh cả ngu ngốc ra khỏi ngôi nhà này. Dứt lời, đá đít ai ấy nhỉ? Chớp mắt, Kyoichiro anh ta đã ngồi vào bàn uống nước từ bao giờ thế này? Tất cả bọn họ đều hoàn toàn không ai nhận ra được sự hiện diện của anh ta cả. Lâu ngày không gặp, Kyoichiro cũng đã có lời khen về mấy cái bẫy của Shinzo đấy. Futaba đề nghị Kyoichiro tha cho Taiyo, nhưng anh ta vẫn từ chối. Ai biết thằng nhóc kia có làm tổn thương Musumi không chứ? Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Em chưa nghe qua à Futaba? Không thể thương thảo. Futaba liền tấn công quăng Kyoichiro xuống đất. Ngay sau đó Shinzo và Nanao cũng chớp lấy bồi thêm đòn tấn công vào anh ta. Nhưng không ngờ anh ta vẫn chặn được. Nhân cơ hội đó Kengo đã dẫn Taiyo và Musumi bỏ trốn.
có chạy đằng rời, Shinzo và Nanao ngay lập tức đã bị Kyoichiro đánh bay. Năng lực của Kyoichiro cho phép anh ta có thể tiết ra những sợi tơ nhện thép và điều khiển chúng một cách tùy ý. Hơn hết, anh ta còn đem ngâm các sợi tơ nhện thép của mình với Saminin, một loại protein được tìm thấy trong máu của người đứng đầu gia tộc Nozakura. Nó có tác dụng ban cho con cái của họ thêm sức mạnh và khả năng. Nhóm của Futaba hoàn toàn không phải là đối thủ của anh ta. Phía bên này, Kengo đã dẫn Taiyo đến một căn phòng nơi chứa một mật thất trú ẩn. Thực sự thì nó chỉ là một khoảng trống được đục khoét từ phía sau bức tranh mà thôi. Liệu có ổn không? Musumi đã trấn an Taiyo, chắc chắn sẽ ổn thôi. Dứt lời, có vẻ như Kyoichiro cũng đã giải quyết xong mấy khứa bên ngoài, thậm chí anh ta còn chả mất một cọng tóc nào cả. Kyoichiro đã bảo Musumi tránh ra một bên, anh ta chả muốn máu của tên đó dính vào em gái mình chút nào. Musumi bất ngờ rút súng ra bắn Kyoichiro, nhưng những sợi tơ của anh ta vẫn nhanh hơn cô ấy một bước, mà trước mặt anh ta lúc này cũng không phải là Musumi nữa. Kengo à, thuật cải trang của em ngày càng ấn tượng đó, số lông mi cũng giống của Musumi luôn mà, giờ thì còn mỗi Musumi thôi nhỉ. Thôi nào, anh chả muốn nhìn bộ dạng của thằng nhóc đó nữa đâu. Nói cho anh chỗ của cậu ta đi. Musumi đã bảo Kyoichiro tha cho Taiyo. Cô ấy cho rằng Taiyo sẽ không đời nào lại làm hại cô ấy cả. Nhưng Kyoichiro vẫn kiên quyết với quyết định của anh ta. Không thì anh ta đã đề nghị Musumi ở lại trong căn nhà này. Không được phép bước ra khỏi đây nửa bước. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Ngay cả Internet cũng vậy, sẽ không có điện thoại điện mẽo gì hết. Nếu Musumi đồng ý thì anh ta sẽ tha mạng cho thằng nhóc Taiyo. Dứt lời anh ta liền tới lại gần chỗ Musumi, thậm chí ngay cả con dao có đâm vào anh ta cũng chẳng khiến anh ta cau mày. Điều đó minh chứng cho việc vì Musumi mà anh ta sẵn sàng từ bỏ cả cái mạng sống này luôn ấy chứ. Có lẽ đó cũng là lựa chọn tốt nhất rồi. Musumi đồng ý, nhưng bất ngờ Taiyo đã bước ra ngoài. Có lẽ Taiyo, anh ấy cũng đã hiểu được Kyoichiro. Anh ta cũng giống với anh ấy, đều là những kẻ sợ hãi sau khi mất đi thứ quý giá nhất đời mình. Nhưng cách làm hiện tại của anh ta thì thực sự nó không thể chấp nhận được. Taiyo liền bảo Musumi đưa cho anh ấy chiếc nhẫn của cô ấy. Anh ấy sẽ cưới Musumi. Như này thì cả hai mới có thể tiếp tục sống một cuộc sống như trước. Musumi khóc nức nở. Cô ấy liền nhanh chóng tách chiếc nhẫn và ném một nửa về phía cho Taiyo. Mọi thứ quá nhanh, Kyoichiro vẫn kịp sử dụng sợi tơ nhện của anh ta để giữ lại chiếc nhẫn. Nhưng bất chấp việc bị thương, Taiyo đã lao tới bỏ qua những sợi thép và giật lấy chiếc nhẫn. Cảm ơn cậu vì tất cả, còn sau này tớ sẽ là người bảo vệ cho cậu Musumi à. Ngay khoảnh khắc mà Taiyo đeo được chiếc nhẫn vào ngón áp út thì Kyoichiro đã không thể làm gì được nữa. Kyoichiro cay, đáng nhẽ mình nên giết thằng nhãi đó sớm hơn. Chưa đủ ớt nên Futaba cũng tới để sát thêm ít muối ít ớt nữa cho anh ta. Tiếc thế nhờ, suýt chút nữa là được rồi. Nhưng không có thời gian để u sầu đâu ông anh cả ngu ngốc. Anh sẽ phải dạy cậu ấy bảo vệ Musumi. Đó là luật của gia tộc. Video đến đây là hết rồi. Mọi người nhớ bấm đăng ký kênh và like video để ủng hộ cũng như theo dõi được những video sớm nhất của mình nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Lời chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.